Tiếp theo là câu số 44 nhé, cũng vẫn là một câu về số phức. Thì câu này người ta cho các số phức Z1, Z2 với Z1 khác không. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức omega bằng Z1 nhân Z cộng Z2 là một đường tròn tâm là góc tọa độ và bán kính bằng 1. Thì người ta yêu cầu mình tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức Z. Nó là một đường nào? Là đường nào? Thì từ giả thiết thì chúng ta người ta cho cái gì? Người ta cho tập hợp các điểm biểu diễn số phức omega là đường tròn tâm là góc tọa độ bán kính bằng 1. Người ta cho như này thì chúng ta có luôn mô đun của omega bằng 1 nhé. Từ cái điều kiện này chúng ta suy ra mô đun của omega bằng 1. Thì tức là omega của chúng ta bằng Z1 nhân Z cộng Z2 cũng bằng 1. Thì bây giờ anh sẽ viết như sau. Ở trong này anh đặt chung Z1 ra, ở trong còn Z cộng Z2 trên Z1 cũng bằng 1 đúng không? Và tương đương với mô đun Z1, anh tách ra tích hai mô đun như thế này bằng 1. Và các em thấy ngay, tương đương với Z cộng Z2 chia Z1 bằng 1 trên mô đun của Z1. Và từ đây chúng ta có luôn một cái kết luận là tập hợp các điểm biểu diễn số phức Z là đường tròn. Là đường tròn có tâm. Tâm là điểm Y, anh gọi là điểm Y, là điểm biểu diễn của số phức trừ Z2 trên Z1. Tâm Y là điểm biểu diễn của số phức trừ Z2 trên Z1. Và bán kính R của chúng ta bằng 1 trên mô đun của Z1. Và như vậy chúng ta phân vào đáp án B nhé. Tiếp theo anh chữa câu số 45 này là một câu liên quan đến hàm số. Thì câu này người ta cho như cho đề như sau. Cho parabol P có phương trình là y bằng x bình là 1 và một đường thẳng D thay đổi cắt P tại hai điểm A và B sao cho độ dài AB là bằng 2018. Người ta gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi P và đường thẳng D. Và khi đó thì giá trị lớn nhất S max của S là bao nhiêu? Thì ở câu này thì chúng ta sẽ đi giả sử đường thẳng D cắt P tại hai điểm A và B đúng không? Thì bây giờ anh sẽ đi giả sử tọa độ hai điểm đó. Giả sử A có tọa độ là A bình phương. B có tọa độ là B bình phương. Và giả anh cũng giả sử A nhỏ B luôn, tại vì nó là hai điểm phân biệt nên chắc chắn phải có một số nhỏ hơn. Thì thỏa mãn AB bằng 2018. Đường thẳng D này sẽ cắt P tại hai điểm AB đúng không? Tức là đường thẳng D sẽ đi qua hai điểm A và B. Thì bây giờ anh sẽ viết phương trình đường thẳng D. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A có tọa độ xA iA và B có tọa độ xB iB. Người ta viết được như sau. Nó bằng x trừ xA trên xB trừ xA bằng y trừ ia trên ib trừ ia. Cái này học từ lớp 10 rồi nhé, nên các em phải nhớ cho anh. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ cho trước nó bằng x trừ a trên b trừ a bằng x trừ a bình trên b bình trừ a bình, tương đương với x trừ a trên b trừ a bằng x trừ y trừ a bình, anh xin lỗi nhé, y trừ a bình chia cho b trừ a nhân b cộng a. Và do AB khác nhau, đó là hai số khác nhau nên anh rút gọn được luôn. Thì tương đương với b cộng a nhân x trừ a bằng y trừ a bình. Và anh viết được phương trình đường thẳng D là tương đương với y sẽ bằng b cộng a nhân x này trừ AB. Trừ AB. Và anh viết được phương trình đường thẳng D. Tức gì? Bây giờ anh sẽ vẽ biểu diễn ra cái hình cho các em thấy nhé. Đây hệ tọa độ OXY này. Parabol Y bằng X bình nó sẽ có dạng như này. Cái đường thẳng D cắt tại hai điểm A và B. Rồi, D cắt được parabol tại hai điểm A và B. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái gì? S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi P và D. Người ta yêu cầu mình tìm giá trị lớn nhất của S.
thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai điểm A và B, A có hoành độ là A, B có hoành độ là B. Thì bây giờ muốn tính diện tích thì chúng ta phải áp dụng cái công thức của tích phân đúng không? Ứng dụng của tích phân tính diện tích đấy. Thì S của chúng ta sẽ bằng tích phân từ A đến B này, trị tuyệt đối của phương trình đường thẳng D là B trừ A, B cộng A nhân X trừ AB. Xong là trừ đi cái phương trình của P là X bình phương DX. Các em áp dụng công thức rồi, tính diện tích của hình phẳng rồi. Mà các em để ý trên cái khoảng AB này này thì đường thẳng D nó luôn nằm trên đúng không? Đường thẳng D nó luôn nằm trên cái đồ thị P. Thì như vậy chúng ta có thể phá trị tuyệt đối này ra. DX. Và cái này bằng 1 phần 2 này B cộng A nhân bình phương này trừ ABX này trừ X mũ 3 trên 3 này. Xong rồi bây giờ anh sẽ thế cận là từ A đến B. Anh thế cận vào và anh tìm được nó bằng thế thế cận B vào đây là 1 phần 2 nhân B cộng A nhân B bình phương trừ AB bình phương trừ B mũ 3 trên 3. Rồi xong lại trừ đi này. Xong bây giờ lại thế cận A tiếp. 1 phần 2 này nhân B cộng A nhân A bình phương này trừ A bình phương B trừ A mũ 3 trên 3. Và đến cuối cùng các em cái bước này thì các em tự phân tích nhé. Các em tự rút gọn và phân tích cho anh. Thì đến cuối cùng chúng ta phân tích được cái này nó bằng 1 phần 6 nhân B trừ A tất cả mũ 3 các em ạ. Bằng 1 phần 6 nhân B trừ A tất cả mũ 3. Người ta lại cho cái dữ kiện là AB bằng 2018. Tương đương với AB bình bằng 2018 bình đúng không? AB bình của chúng ta bằng B trừ A tất cả bình phương cộng B bình trừ A bình tất cả bình phương bằng 2018 bình. Tương đương với anh đặt được B trừ A tất cả bình phương ra ngoài. Ở trong còn 1 cộng B cộng A tất cả bình phương bằng 2018 bình. Thì tương đương với B trừ A tất cả bình phương có phải là bằng 2018 bình phương chia cho 1 cộng B cộng A tất cả bình phương đúng không? Và các em thấy ý B bình B cộng A tất cả bình phương cộng 1 luôn lớn hơn hoặc bằng 1 thì 2018 bình chia cho nó sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng 2018 bình. Thì chúng ta các em suy ra luôn B trừ A luôn nhỏ hơn hoặc bằng 2018 các em ạ. B trừ A luôn nhỏ bằng 2018 thì suy ra cái diện tích của chúng ta sẽ luôn nhỏ bằng 1 phần 6 nhân 2018 mũ 3. Và như vậy chúng ta khoanh vào A, D. Đó. Kèm theo dõi kỹ cho cái câu này nhé. Tiếp theo là câu số 46. Câu 46 này người ta cho hàm số y bằng fx có đạo hàm trên R và thỏa mãn cái đẳng thức này. Và người ta cho f0 bằng 1. Người ta yêu cầu mình tính tích phân từ 0 đến căn 7 của x nhân fx dx. Thì ở câu này thì bây giờ bao giờ thì chúng ta cũng xuất phát từ cái giả thiết các em ạ, từ cái giả thiết này này. Rồi bây giờ chúng ta phải đi tìm cái hàm fx từ cái giả thiết này. Thì để tìm fx thì chúng ta tìm kiểu gì? Thì ở đây thì anh sẽ phân tích. Thì ta có cái giả thiết anh gọi đây là sao nhé. Sao của chúng ta sẽ tương đương với sao của chúng ta sẽ tương đương với ba ba f bình phương x anh nhân lên anh quy đồng nhân f phẩy x nhân e mũ f bình phương x chia cho e mũ x bình phương cộng 1 trừ 2x bằng 0 tương đương với 3 nhân f bình phương x nhân f phẩy x nhân e mũ f bình phương x sẽ bằng 2x nhân e mũ x bình phương cộng 1. Bây giờ các em đi lấy cho anh nguyên hàm của hai vế nhé. Lấy nguyên hàm hai vế thì bên nguyên hàm vế trái là
nguyên hàm vế trái là 3 nhân f bình phương x nhân f phẩy x nhân e mũ f bình phương x dx sẽ bằng nguyên hàm của 2x nhân e mũ x bình cộng 1 dx. Và các em để ý này, cái d, các em để ý cái df bình phương x ấy có phải là bằng 2 anh sửa ở đây là e f mũ 3 nha các em nhé, mũ 3 ở đây là mũ 3, anh hơi bị loạn một tí, e mũ 3. Và các em để ý d của f mũ 3 x này có phải là bằng 3 nhân f bình phương x nhân f phẩy x dx đúng không? Đấy, d của f mũ 3 x bằng 3 f bình phương x nhân f phẩy x dx, nên chúng ta có thể thay hoàn toàn cái cụ 3 nhân f bình phương x nhân f phẩy x dx bằng d của f mũ 3 x, thì suy ra e f mũ 3 x nhân d của f mũ 3 x. Các em có vẻ dạng là nguyên hàm của e mũ u du rồi đúng không em? Bằng này, các em lại để ý d của x bình phương cộng 1 có phải là bằng 2 x dx đúng không? Đúng theo công thức biến đổi vi phân đấy. Thì cái này sẽ bằng e mũ x bình phương cộng 1 nhân d của x bình phương cộng 1, vẫn là dạng du nhân u, à, e mũ u du. Thì nguyên hàm của e mũ u du bằng e mũ u cộng c. Chúng ta sẽ có e của f mũ 3 x sẽ bằng e của x bình phương cộng 1 cộng c. Rồi, người ta lại cho f0 bằng 1. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay x bằng 0 vào đây. Thì chúng ta sẽ có e của f mũ 3 của 0 bằng e của thay x bằng 0, đây là e mũ 1 cộng c. F0 bằng 1 thì thay f0 bằng 1 vào đây, thì ở đây c chúng ta sẽ tính ra bằng 0. C tính ra bằng 0 thì chúng ta lại phải thế ngược vào cái vị trí này để chúng ta tìm hàm fx. Thì chúng ta sẽ có e của f mũ 3x bằng e của x bình phương cộng 1. Đúng không? C bằng 0 mà, thì suy ra f mũ 3x sẽ bằng x bình cộng 1. Và chúng ta suy ra fx của chúng ta sẽ bằng căn bậc 3 của x bình phương cộng 1 nhé. Căn bậc 3 của x bình phương cộng 1. Thì như vậy, cái tích phân ban đầu người ta tính ấy, nó sẽ bằng này, tích phân từ 0 đến căn 7 của x nhân căn bậc 3 của x bình phương cộng 1 dx. Và các em hoàn toàn bấm máy tính, các em giải được cái này. Các em bấm máy tính nhé, thì các em sẽ ra được kết quả nó là bằng 45/8. Kết quả của chúng ta là bằng 45/8. Bấm máy tính cái này, các em ra kết quả bằng 45/8. Và chúng ta khoanh vào C.